Cắt dây ri băng satin. Thêm nụ cười của Huggy Wuggy vào nè. Ladybug đang đợi lượt khám. Wow, hôm nay nhiều bệnh nhân ghê. Ôi, chị ơi, mang khẩu trang vào đi ạ. Nhưng chị mang mặt nạ rồi mà. Đây nè. Không được, không được, chị mang khẩu trang y tế vào đi. Được rồi, mọi người chưa thấy này đâu nhỉ. Chà, tới lượt ai ta? À, quái vật, cứu với. Ừ, là khẩu trang thôi mà. Nhưng mình tới lượt rồi. Chị Ladybug ơi, tới lượt chị đó. À, thôi nào. Cũng là em bảo chị mang khẩu trang mà. Tô màu xanh của hộp nhựa. Thêm các chân đế vào nha. Giờ thì có thể dùng khăn dễ rồi. Xay nhuyễn bơ nè. Có một bồn tắm thanh lọc mượt mà. Y tá chuẩn bị xong bồn tắm hồi phục cho bệnh nhân mới. Khi cô nàng đang thay đồ sau màn, một bất ngờ đang đợi cô ấy. Wow, tuyệt thật đó nha. Ngâm mình trong nửa tiếng và thư giãn nha. Có mặt nạ dưỡng da nè. Cho bạn ấy chút riêng tư để hưởng thụ quá trình nha. Tách hộp nhựa ra nào. Tô màu bạc lên. Thêm lớp mềm ở trong nha. Đây, dễ mở nắp nè. Thêm chút chi tiết. Tay cầm và dấu thập đỏ. Có thêm các công cụ từ đồ trang trí và ghim bấm. Ống hút từ cọ có thể làm ống tim nè. Băng dán, công cụ và đồ khử trùng đã xong rồi đây. Anna đang xem truyền hình yêu thích. Tự nhiên, Anna đau bụng dữ dội. Ôi, đau quá đi. Cấp cứu. Một chiếc xe cấp cứu tới đưa Anna vào bệnh viện. Là viêm ruột thừa rồi. Y tá, chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật vô trùng nha. Xung điện ổn. Tiêm thuốc mê. Nhịp tim ổn định. Che màng lại. Y tá, giao phẫu thuật. Kẹp, gai. Anna tỉnh dậy sau ca phẫu thuật. Ồ, nhức đầu quá. Cảm ơn bác sĩ đã cứu em. Dùng đất nặng. Tạo các lỗ tròn. Nặng thành đầu lâu. Cố định trục sắt nha. Sơn đế màu nâu. Tô màu đầu lâu sang màu trắng. Đẹp quá, giờ trông như thật luôn. Tuyệt quá, bài học về giải phẫu học. Ngồi đi. Chào các em, sẵn sàng học nha. Hôm nay mình học về cấu tạo của đầu người. Có 23 mảnh xương, 8 cặp có kết nối, còn 7 cặp rời rạc nhau. Ủa, cho em nhìn gần được không ạ? Thú vị ghê. Thầy đi lấy thêm tài liệu nha. Đây, sách về giải phẫu. Cảm ơn thầy ạ. À. Giáo viên đi khỏi, các nàng chạy gần lại phần đầu. Cậu nghĩ có thật không? Không đâu, là giả đó. Nhưng khi các bạn vừa quay đi, thì có giọng nói vang lên. Xin chào. À, chạy thôi. Sợ rồi kìa. Dùng đồ chơi nhựa bị hỏng làm đồ mới được đó. Gắn lại tạo ra máy siêu âm.
và thêm giấy xốp kim tuyến. Wow, nhiều cục tẩy màu sắc ghê. Làm bánh xe đẹp đó. Gắn các nổ vào dây đồng. Và giờ có thể dễ di chuyển rồi nè. Thêm bảng điều khiển và tay cầm. Gắn bảng cảm ứng từ ống hút và dây thừng nè. Thêm bảng điều khiển nữa. Xong xuôi, bệnh viện Lalilu có máy siêu âm rồi đây. Tiên cá Elsa thấy mệt mỏi, nàng đi gặp bác sĩ. Bác sĩ ơi, bụng em bị đau á, em bị làm sao vậy? Để xem. Em bị đầy hơi thôi. Không sao đâu. Em thấy sao nào, khỏe hơn chưa? Khỏe rồi ạ. Let's go. Bye. Bệnh nhân tiếp theo là Lady Bird. Hi. Em cảm thấy bị nhột nhột trong dạ dày ý ạ. Lạ vậy ta, siêu âm là biết liền à. Có vật thể di chuyển, chưa bao giờ thấy luôn á. Hình như là bọ cánh cứng. Xem ra Lady Bird bị đầy bụng thôi. Hài thiệt. Một ngày mệt thật. Nghỉ ngơi thôi nào. Lấy lọ đựng rỗng, lau chùi. Bóng loáng luôn nè. Thêm vitamin C vào. Dán nhãn và tô nắp màu cam nha. Ngay khi bạn thả thuốc vào nước, suối bọt kìa. Wow, nhiều bong bóng ghê. Bác sĩ lại phải làm việc tiếp rồi. Ồ, em ấy dễ bị mệt lắm. Còn bị quần thâm nữa ạ. Em chẳng còn tươi tắn rạng ngời nữa. Bác hiểu rồi, và tóc em cũng bị hỏng nữa. Kết quả xét nghiệm của em cho thấy em bị thiếu vitamin C. Có thể điều trị được. Bác sĩ cho viên thuốc vào nước. Sau một ngụm nước, bạn có thể thấy sự thay đổi của Elsa. Elsa lại xinh đẹp rồi. Wow, cảm ơn bác sĩ. Em về nhà uống mỗi ngày một viên nha. Ok. Cắt dây đồng. Thêm vài mảnh để làm tripod từ ống hút nha. Bánh xe từ xe đẩy này cũng tiện ghê. Giờ mấy lọ dinh dưỡng đây nè. Treo lên. Và tới lúc truyền thôi. Lady Bird và Elsa đến bệnh viện. Tụi em thấy không được khỏe. Chúng em mất hết sức mạnh rồi. Bác có cách nè. Truyền thuốc phép thuật cho tụi em khỏe hơn nha. Và giúp cho các nàng cảm thấy ổn hơn đó. Màu đỏ cho Lady Bird. Và màu xanh cho Elsa nha. Nằm xuống, nghỉ ngơi chút đi. Và cảm nhận nguồn năng lượng nha. Tuyệt quá, sức mạnh và tốc độ. Giờ tới lượt mình thử phép thuật nè. Đóng băng vĩnh viễn. Úi, mạnh quá rồi. Xin lỗi nha. Đúng không? Cần dùng miếng xốp cho máy đo huyết áp. Vẽ mặt máy đo. So sánh với bản gốc. Giống quá nè. Khóa học sơ cứu đầu tiên có đông người yêu thích y học. Và giờ mình cùng học về hệ thống tuần hoàn nha. Đây là máy đo huyết áp nè. Ai muốn thử không nào? Wow. Em ạ. Lại đây nào, chị sẽ thử cho em cách dùng nha. Viết vào vở nè. Tuyệt, huyết áp của em ổn ạ. Và giờ tới lượt của chị thử đây. Giờ cần một chai xịt từ dây keo nha. Thêm nắp vặn vào. Nắp nữa nè. Dán nhãn vào. Bình xịt côn trùng đã đến.
Vui chơi cùng bạn bè nào. Cùng nhau nhóm lửa. Và cùng nhau đàn hát. Isabella và Mirabel đang song ca cùng nhau. Olaf, em tài năng ghê. Chơi guitar cừ thiệt đó nha. Cuộc vui vẫn tiếp tục. À, trời ơi, em bị cắn rồi nè. Ngứa quá, đi thôi. Có ai cần giúp không? Mũi đang chích mọi người. Cứu chị với. Đây ạ, em có thuốc xịt côn trùng đây. Ngay khi xịt lên, mọi triệu chứng đều biến mất. Khỏe rồi mọi người. Hên quá đi. Em giỏi quá, em gái ơi, em cứu tụi chị rồi. Em mừng vì em có thể giúp được chị ạ. Che hộp nhựa bằng giấy xốp. Là màn hình điện tim đó. Thêm bảng điều khiển. Và nút đáng yêu nha. Trang trí thêm và có tai nghe để đo thuốc. Dán các dây điện lại. Trái tim nhỏ ở đây. Máy đo điện tim đẹp quá nè. Elsa cảm thấy không được khỏe. Tức ngực quá đi. Tội chị quá, chị bị sao vậy? Hiểu rồi, em đi gọi xe cấp cứu. Đến rồi đây, có chuyện gì thế ạ? Tim của em. Để em kiểm tra, hít thở sâu vào. Xem ra chị bị đông tim rồi. Chị nên đi bộ nhiều hơn và thư giãn nhiều vào. Vậy tốt cho tim mạch lắm. Cảm ơn bác sĩ nha, chị giúp đỡ tụi em nhiều lắm. Một ngày ở bệnh viện của Lalilu kết thúc rồi.